Hello bạn, trước tiên thì mình muốn làm trứng súp me thì mình phải luộc cho nó chín nha bạn, rồi lột ra. Hello bạn, chào bạn đến với kênh Bilura kênh truyền hình sức khỏe và sắc đẹp. Thì hôm nay mình sẽ làm món hột vịt súp me nha bạn. Thì món trứng không thể thiếu là hột vịt nữa bạn. Bị lộn việc lộn lộn sao lộn là nó ở chết không nghĩ sao đó sao kêu học việc lộn nè mà học việc lộn là sao bên bên biết không không biết luôn hả chắc phải nó lộn quá nhiều quá bởi vì có món chính lộn. Phải có món phụ nha bạn me hồi nãy mình pha sẵn nè gia vị đường bột ngọt muối tiêu ớt chè thì này, không thiếu là thể là nước mắm món này thì dùng rau dột đi thì mình sẽ vô hẳn với môi vấn đề các bạn mặt lửa bột lửa cháy không cháy chưa không biết nữa tại nấu không nấu không nóng rồi tụi mình sẽ để cái chảo cho nó nóng khô hết nước nha bạn rồi bỏ dầu nắng quá bạn nắng không quên nữa để ai vô coi nó chở dầu nóng chưa nóng chưa? Thiền để dầu chổi sôi nha bạn. Thì giờ để thêm tỏi vô. Ủa, nhỏ được cái gì? Phần gì? Có văn mày sợ nhiều. Tao bỏ là phải như lên bay bỏ. Tao bỏ là chuyện khủng cho tới nhập viện luôn chứ không. Thì giờ sẽ thử tỏi trước cho thơm rồi để me vô nha bạn. Me hả? Xíu để nước vô thì giờ để me vô nha các bạn chế hết vô đi chế đi chế vô nhiều tiền hơn thì mình chế thêm miếng nước luôn nè miếng nó đây ha mày nhàn nhé thôi mày mình bắt lửa lớn đi chứ thì bây giờ sẽ lấy đường ngọt vô nghe các bạn đúng không đúng rồi bỏ bột ngọt ít lại chút nha rồi rồi được bỏ đi được đường nhiều chút rồi ớt thì đẩy hết đi bạn đẩy hết luôn đi nghẽ ăn ớt cũng được nha các bạn cho nên tụi mình cố tình bỏ thêm ớt á màu đẹp ha bỏ trứng vô luôn thì giờ để cho cái nước súp me này cho nó đặc kẹo luôn nha bạn nó cho nó kẹo lên chút xíu kẹo như kẹo kéo rồi tụi mình sẽ bỏ hộp vịt vào bỏ gì vịt lộn lộn thì giờ sẽ bỏ hộp vịt vô nha bạn này bỏ đi nhẹ nhẹ nha văng đó trộn lên bạn tôi bỏ vô bạn trộn lên trộn lên chi lăn cái hộp vịt rồi ok bạn nhẹ nhẹ thôi nó văng con ra nó bể hả bể ra. Thì mình với thằng Kim mới để trứng vô nha bạn thì mình chờ cho có nhiêu phút hả tiếng ha bảy chừng 3-4 tiếng hồ gì đó để nhiêu tiếng các bạn 15-20 phút rồi thì mình sẽ nghe lời các bạn để 10 phút nha bạn cho nó đặt lại thì bây giờ tụi mình sẽ dặn lửa nhỏ lại cho nó thấm từ từ đi. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Em không như vậy, em ngu hơn bò. Thôi thì về ngâm cỏ với anh để chứng tỏ mình khôn hơn bò. Hello các bạn, thì trong thời gian đợi cái dĩa hột vịt cái gì? Cái chảo hột vịt á thì mình sẽ trang trí cái mâm để hột vịt nha bạn. Lót cái này dưới. Thì mình hôm nay sẽ chỉ mấy bạn cách trang trí
trang trí bình dân. Ai không biết học hỏi mình nha. Ai không biết về làm gái với má cũng chậm đi, chậm chỉ cho. Như, ưu tiên bạn nữ nha. Còn chừng nào kẹt quá bạn nam cũng được. Thôi bậy. Lần này hiểu chưa BPD. Thì sau khoảng cái thời gian mà nãy giờ 10 phút đó bạn, thì cái này soi rồi tắt nha bạn. Trứng nó khét được. Ổn rồi nha các bạn. Bây giờ mình tụi mình sẽ bỏ ra mâm. Chế vô luôn, chế vô luôn. Chế vô luôn cho đẹp. Hello bạn, thì giờ mình với anh Kiên đã làm xong nha bạn. Thì giờ mình sẽ cho anh Kiên ăn thử nha. Nó sợ có động á. Giờ mình ăn nguyên cái mời luôn nha. Chấm chấm miếng bạn, chấm miếng. Nó đủ chua. Chứ không. Mời thì mà nó cũng hơi cứng rồi. Thì giờ có lượt mình nha. Kèm vô miếng rau mới ngon các bạn. Ngon gặp nè. Mời mấy bạn ăn trứng mình. Mày nó cứng mà. Nhưng mà cái ngon chua hả? Ngon. Cay nữa. Có vị là chua, cay, ngọt. Chua thì có vụ chua thì có mè. Mè. Mặn mặn cũng mắm. Cay của ớt. Cay của ớt. Kèm thêm miếng gan mới ngon mà. Nó phải ngon không? Rạc lại bớt. Nãy mình nói câu đầu trước khi quay á. Nó không đem đồ chấm hả? Nó hên thui hồi nào cũng giờ. Vậy vừa ăn rồi. Vừa ăn. Chà biết rau vừa ăn. Mở bạn chúng mình nha. À không. Không biết mày đâu, không biết mày đâu ăn đâu. Nói vậy không mới mờ, đúng không? Không biết mày ăn rồi tôi. Cái chùa phải nói. Ăn thì miếng rau mới ngon. Cái chùa bái té mùi chát thiệt mà. Bò không cỡ bò ngu. Đó cái câu thơ sao bạn? Đó hả? Ừ. Em không em yêu anh, em ngu hơn bò. Đây cháu quay cháu miếng. Ăn thử miếng cầu găm à. Hút đi bạn. Ok mấy bạn, thì sau một khoảng thôi nó ăn cậy hết. Sau một khoảng thời gian tụi mình thưởng thức nha các bạn, thì món trứng sốp me. Sao các bạn cảm nghĩ? Ngon. Tôi làm thấy ngon rồi các bạn. Ok thì cũng khá là ngon, ăn cũng được, nhưng mà tại vì tụi mình hiện tại là rất là no rồi cho nên ăn không nổi các bạn. Sẽ ăn từ từ. Đợi từ từ sau ăn sẽ ăn. Chừa cho thằng Calamen ăn các bạn. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của chúng mình. Nếu anh em thấy hay thì like, cho mình xin một like, một subscribe cho kênh cho kênh Bilaro Bilura Bi. Kênh sức khỏe và sắc đẹp Biloga. Kênh sức khỏe và sắc đẹp. Ok thì hẹn anh em ở một clip sau.